Ôi, chào mừng các bạn đã đến với di động Nhật Nam nhé. Thì các bạn cũng biết là di động Nhật Nam là chuyên bán máy cũ và iPhone chuẩn quốc tế với chế độ bảo hành rất là lâu, bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên mình phải nói rõ với các bạn rằng tất cả sản phẩm Nhật Nam bán ra, review báo giá chỉ là báo giá máy trần, không tặng kèm sạc và phụ kiện và không bao phí ship. Phí ship hơi cao một chút lý do có phí bảo hiểm hàng hóa để tránh bị tráo đổi hàng hóa, tránh bị bể vỡ, cho nên ship cần phải ship bảo hiểm và đây là hàng giá trị cao cho nên phí ship cao hơn một chút so với các mặt hàng khác các bạn thông cảm nhé và Nhật nam cũng không bao ship đâu ship là khách mua hàng phải trả và khi mua hàng online của di động nhật nam các bạn sẽ phải đặt cọc trước từ 1 đến 500 nói chung là, nhật nam luôn cái tuân thủ cái phương thức mua bán gọi là sàng phẳng là chi kỷ và chỉ đặt chất lượng cũng như là uy tín lên hàng đầu à, cho nên bảo hành lâu này chuẩn chỉ này ok này máy bán zin chất này và gần đây thì Nhật Nam có đưa ra một cái chương trình có thể nói là rất là hay luôn đấy rất là hay mình thì thấy rất là hay và tốt đấy còn có một số phần tử thì vẫn chống phá cho nên mình cũng mong muốn rằng tất cả anh em nào đồng cảm và cùng với cái suy nghĩ của mình thì khi xem nhấn like ủng hộ mình và để lại bình luận để dẹp tan một số cái tiêu cực đi cho cái môi trường mua bán nó được thuận mua vừa bán là lành mạnh nhé thì mình ra cái chương trình tức là dưới 2 triệu thì mình sẽ không thương mại. Không thương mại tức là không kinh doanh đấy. Thay vì là người ta không kinh doanh thì người ta bỏ mẫu luôn người ta không bán. Không bán để đỡ vướng vào người đúng không? Nhưng mình thì khác, mình vẫn bán. Mình vẫn bán nhưng mình sẽ cam kết là bán không lãi và bán chỉ bán hòa bán lỗ cho khách để hỗ trợ những người thu nhập thấp vẫn mua được sản phẩm chính hãng, ngon lành ok và sử dụng được bền lâu. Do là mình không kinh doanh, mình không có lãi. Và cũng không thậm chí là mình lấy cái nguồn tiền ở YouTube mình bù lỗ vào những cái sản phẩm đó cho nên mình chỉ tặng khách hàng một tháng bảo hành đối với những cái sản phẩm đó và chính vì vậy mình cũng phải nói rõ để các bạn hiểu để tránh nhầm lẫn với những cái sản phẩm mà mình đang thương mại đang có lãi thì cái sản phẩm mà mình không thương mại nó chủ lực nằm ở cái phân khúc giá khoảng từ 2 triệu quay đầu Tuy nhiên thì cũng có những cái uh, uh, 2 triệu mấy đến 3 triệu thì những cái đó là mình sẽ chỉ định và có ở trong các clip thì nó sẽ bất ngờ xuất hiện ở bất cứ một thời điểm nào đó trong video clip Cho nên khi các bạn săn sale những cái sản phẩm mình không thương mại nữa đó Thì các bạn buộc phải xem clip rồi Đó là lẽ đương nhiên bởi vì mình không bán Thì một ai đó gọi điện đến hỏi anh ơi anh có máy 2 triệu không Thì dĩ nhiên mình có bán sản phẩm đấy đâu Những sản phẩm đấy để mình dành Mình à, tạo điều kiện cho những người thu nhập thấp mà họ là fan của kênh của mình đó Chẳng hạn nói đơn giản nôm na là họ yêu mến mình, họ thích xem kênh của mình thì mình dành tặng những cái sản phẩm đó để mình bán cho những người mà theo dõi yêu mến kênh của mình. Cũng như tất cả những bạn nào mới xem kênh mà chúng ta có nhu cầu về sau này muốn săn sale hoặc là thậm chí là chỉ để ủng hộ mình thôi để chương trình càng phát triển được dài lâu. Bởi vì khi mà làm cái YouTube này thì các bạn cũng biết chúng ta càng được nhiều người xem, kênh càng được nhiều người đăng ký, mỗi lần các bạn xem, các bạn like, các bạn chia sẻ đến nhiều người khác và những ai mà chưa đăng ký kênh chúng ta đăng ký kênh mà kênh mà càng được nhiều người đăng ký càng được nhiều người xem càng được nhiều lượt like thì đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ kiếm được một cái khoản tiền rất là lớn và cái khoản tiền đấy thì Nhật Nam sẽ trả lại cho cộng đồng hết bằng cách là sẽ giảm giá vào những cái sản phẩm để tri ân khách hàng đấy những sản phẩm không không thương mại đấy còn xin nói rõ với tất cả các bạn rằng là những cái sản phẩm thương mại thì cũng không tặng kèm phụ kiện tuy nhiên nó khác ở một chỗ sản phẩm thương mại thì mình có lãi cho nên mình buộc phải bảo hành cho khách hàng là một đổi một trong vòng 6 tháng mà lỗi là mình đổi chứ không sửa chữa các bạn nhé và ngày hôm nay như thường lệ chắc chắn cũng sẽ có rất là nhiều hàng sale trong clip này bởi vì cái chương trình của mình diễn ra là vô hạn không có thời hạn luôn và tất cả những cái hàng mình bán sale cũng là hàng chuẩn chỉ ok xài ngon đầy đủ mọi chức năng và cũng là hàng chính hãng đối với iPhone thì cũng là hàng chuẩn quốc tế chứ còn mình không có bán hàng bậy bạ các bạn yên tâm nhé mình không thể nào vì vài cái sản phẩm có thể mình không thương mại nữa cũng được nó chẳng ảnh hưởng gì đến vấn đề mua bán hay kinh tế của mình đâu. Nhưng mình bán để hỗ trợ người thu nhập thấp. Mong các bạn hiểu và cảm thông đồng hành cùng mình trong cái điều này nhá. Và ngày hôm nay đầu tiên thì mình chưa bán chị Ân đâu, nhưng mà mình sẽ bán gọi là lì xì đầu xuân năm mới vì mình thấy cái cặp máy Oppo Reno 8Z này nó rất là đẹp luôn và nó rất phù hợp với khung cảnh mùa xuân. Có nghĩa là nói nôm na gọn lại một câu là giống như kiểu rộn ràng sắc xuân đấy Thì con Zeno 8Z5G này Là một phiên bản RAM 8 g bộ nhớ 256GB Oppo Zeno 8Z5G Ngày hôm nay mình quyết định là Mình lì xì cho các bạn trên sản phẩm này là 300k Tức là các bạn cũng biết à, Mấy hôm nay thì mình có lên video clip mình đều bán con này với giá là 7 triệu ba đúng không? Và hôm nay đồng nghĩa với việc là Lì xì 300k thì nó sẽ còn là 7 triệu thôi 7 triệu thôi và sản phẩm này thì mình cũng không có nhiều mình cũng chỉ nói rõ với các bạn rằng là ở đây mình chỉ có hai sản phẩm thôi Reno 8Z 5G và máy thì chả khác gì máy mới và là máy trần không kèm phụ kiện ngày hôm nay sau khi mình đã lì xì 300 thì nó chỉ còn là 7 triệu và chúng ta chỉ có hai sản phẩm các bạn nhé hai sản phẩm thôi hai con đều mới keng như nhau chuẩn chỉ ok màu sắc thì thuộc cái thể loại gọi là rộn ràng sắc xuân rất là chất RAM 8 và bộ nhớ tới 256GB 5G Và chính hãng của OPPO Về camera hay pin của OPPO Thì chúng ta không cần bàn tới nhiều Bởi vì nó quá khủng rồi Nó quá chất rồi các bạn nhé Và với một cái sản phẩm chẳng khác gì mới Mà các bạn được sở hữu với giá rẻ hơn mới Hơn thế nữa được Nhật Nam bảo hành tới 6 tháng Chế độ bảo hành có thể nói tốt nhất Việt Nam Ở thời điểm hiện tại đối với dòng máy cũ các bạn nhé Đổi chứ không sửa Như thế là yên tâm rồi Reno 8Z 5G chính hãng nhé bạn máy siêu keng siêu chất và hôm nay được à, lì xì 300 nghìn nhân dịp đầu xuân năm mới chỉ còn 7 triệu một máy và chúng ta chỉ có hai sản phẩm đó thôi tiếp theo thì à, để rộn ràng hơn cái bầu không khí và để cho những người khó tính nhất mà à, đến thời điểm này khi xem video cũng phải đồng lòng và ủng hộ với mình bằng cách nhấn like chia sẻ video và đăng ký kênh thì mình sẽ bán tri ân khách hàng sản phẩm không thương mại và thẩm tế sản phẩm này ở thời điểm này mình sẽ bán lỗ cho bạn đó là một con vivo cực chất nha con Vivo cực chất hai camera sau khá to máy màu xanh thì các bạn biết là ngoại hình con này nó còn khá mới nói chung là máy chuẩn zin mới chính hãng và dòng Vivo các bạn biết rồi nó là một cái dòng sản phẩm lồi đồng cố đá và shop di động Nhật Nam thì các bạn cũng còn biết thừa rồi là một shop uy tín trong lĩnh vực bán hàng lướt hàng qua sử dụng nhưng còn rất là chất các bạn nhé và con này với việc mình bán chiên khách hàng và mình hôm nay mình quyết định bán lỗ cho các bạn luôn bán lỗ để câu view câu like chơi cho vui đấy nói vui thế thôi chứ còn ai làm video thì cũng mong muốn mọi người xem nhiều tức là được nhiều lượt view đấy và mọi người xem từ đầu đến đuôi rồi sau đó mọi người nhấn like nhấn chia sẻ ủng hộ ai cũng thế thôi bất cứ ai đăng video lên trên kênh youtube thì đều mong muốn điều đó các bạn nhé cho nên mình cũng trả ơn lại với bằng tất cả cái tấm chân tình của mọi người đã dành cho mình thì mình luôn luôn bán những cái dòng sản phẩm chiên khách hàng như thế này nhưng mọi người phải thông cảm một điều rằng mình chỉ bán được những cái dòng máy gọi là tầm thấp hỗ trợ cho người thu nhập thấp thôi còn người thu nhập cao thì dĩ nhiên mình bán máy mình phải có lãi đấy có lãi thì mới làm được bền lâu các bạn nhé mình sẽ dùng cái nguồn này để nuôi cái nguồn kia để làm sao đó nó có được một cái sự hài hòa đấy mọi người nhất trí với mình không nhất trí thì mọi người nhấn like ủng hộ mình đi nhé và ngay bây giờ mình sẽ báo giá con vivo này con vivo i 15 s này ngày hôm nay với cấu hình giam ba Cổ nhớ là 32 g Chip 8 nhân khá là mạnh và màn hình to 6.4 in. Chính hãng của Vivo dùng được hai sim. Vivo thì cũng tương tự với gần như Oppo. Nên là cái gì cái chứ chắc chắn là chính hãng hai sim và chắc chắn rất bền. Và đây là một con smartphone đáng để chúng ta sở hữu với mức giá tuyệt vời ông mặt trời giá hỗ trợ tại di động nhà Nam chỉ có là một triệu rưỡi và xin nhấn mạnh rằng cái này mình bán lỗ nên mình chỉ có một cái thôi Mọi người nào hôm nay muốn săn sale mà chưa mua kịp Bị người khác chẳng hạn điện đến bị người khác đặt mất rồi Chúng ta kiên nhẫn Chúng ta sẽ săn sale vào những ngày tiếp theo Thì video hàng ngày mình sẽ up lên kênh vào khoảng 12 giờ Và 7 giờ tối các bạn nhé Các bạn hãy đón xem sớm nhất Chúng ta hãy là những người xem sớm nhất Like sớm nhất và chia sẻ sớm nhất Thì chúng ta sẽ đặt cọc được sớm nhất thôi Ok một triệu rưỡi và chắc chắn rồi có đúng một cái nhé Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm iPhone 11 128GB thì iPhone 11 128GB hôm nay thì mình có được những cái sản phẩm nó ngoại hình nó vào khoảng 98,5% Nói chung nó có phải nhẹ chẳng hạn như con màu đen này trên tay mình đây Các bạn cũng thấy rõ ở đây nó có hai vết chóc xi si nhẹ thôi Nhưng tất cả những cái sản phẩm này là sản phẩm zin chất ok chuẩn chỉ Và đây là một con máy màu đen 128GB Nhìn tổng thể thì khá đẹp đấy khá đẹp thì dòng máy cũ các bạn biết là khi sử dụng rồi thì cũng khó tránh khỏi một vài vết chảy xước cho nên cái chuyện chảy xước một vài vết như thế này rất là bình thường và không ảnh hưởng gì hết mình cam kết đây là những chiếc máy zin chuẩn xài ok và là máy quốc tế không bị sửa chữa các bạn nhé không bị sửa chữa không bị dọn không bị nấu các bạn cứ yên tâm bởi vì trên thị trường bây giờ nhiều người mua iPhone là rất sợ bị dọn máy nhưng mà di động Nhật Nam thì chỉ bán hàng zin không bán hàng dọn và không bán hàng bay bát cũng không bán hàng lốc, hàng lốc ghép sim các bạn thấy thế thôi. nhà nghề người ta hướng dẫn cho các bạn ghép thì đơn giản thế thôi nhưng các bạn xài một thời gian sau các bạn mới thấy cái độ phức tạp của nó đúng không? rất là khó chịu nên là nhật nam chỉ bán hàng chuẩn quốc tế là như vậy. và quay trở lại với iphone 11, 128 gb bộ nhớ này, màu đen, máy chuẩn chỉ ok vào khoảng 98,5%, dìn chất chuẩn quốc tế các bạn nhé, 128 gb, ngon và giá của nó ngày hôm nay cũng cực kỳ hấp dẫn dễ mua sẽ bán cho các bạn là 8 triệu rưỡi nha các bạn 8 triệu rưỡi iPhone 11 màn hình 6,1 in 2 cam sau pin trâu nói chung con này chơi game thì khá mượt khá chuẩn vào đây là một con máy bộ nhớ 128g đáng để chúng ta lựa chọn để sử dụng được bền lâu rồi giá thì chỉ có 8 triệu rưỡi thôi các bạn nhé tiếp theo là chúng ta có màu đỏ cũng thế cũng là 128g máy cũng ngoại hình vào khoảng 98,5 đẹp chuẩn ok đây thì chúng ta nhìn kỹ thì cũng có thấy có một vết nhẹ ở đây thôi đấy thì à, máy cũ mà các bạn 98,5 là khá là êm rồi đẹp chuẩn ok nhá máy cái quan trọng là zin và mình xin nhắc lại một lần nữa rằng là di động Nhật Nam báo giá là chỉ báo giá máy trần có nghĩa 8 triệu rưỡi là các bạn chỉ được mỗi cái máy thế này thôi chúng ta có sạc rồi thì chúng ta tận dụng chưa có chúng ta mua thêm dán ốp cường lực ở Nhật Nam có nhưng các bạn muốn mua là nhật nam sẽ cộng thêm tiền chứ không tặng cái gì hết các bạn nhé mình nói rõ luôn cho thuận mua vừa bán ai đồng ý với phương thức này thì chúng ta mua hơn thế nữa di động nhật nam bán hàng là không chụp ảnh qua zalo chỉ có review trên kênh đây là mình bán thôi và những cái ngày làm việc bình thường thì cái video của mình lên rất nhiều một ngày tới hai video các bạn chỉ cần kiên nhẫn theo dõi của mình khoảng ba ngày thôi là đã sáu video rồi thì là sáu video mà mỗi một video khoảng hơn hai mươi máy thế này thì hàng trăm cái máy rồi 6 video thì khoảng gần trăm mấy chứ trăm rưỡi hai trăm cái máy Thế thì các bạn tha hồ lựa rồi đúng không Cho nên là mình sẽ không báo uh, uh, chi tiết qua Zalo Hay là không có chụp ảnh qua Zalo Rất mong các bạn hiểu và thông cảm cho vấn đề này nhé Vì nếu như mình quay trở lại phục vụ với phương thức truyền thống Thì mình bán một ngày được rất là ít Vì mất khá là nhiều thời gian Chứ không phải là như một ngày hiện tại mình đang bán là tới 3-40 cái điện thoại Xuất khỏi kho di động Nhật Nam đi The ship đi tới khắp mọi miền đất nước trong một ngày và bên mình thì bán hàng uy tín bạn cứ yên tâm và hàng đến thì thực tế các bạn cũng được kiểm tra hàng một hai trăm ngàn tiền đặt cọc của bạn nó chỉ đảm bảo cho vấn đề đóng gói và tiền phí ship thôi chứ còn mình chưa có động cơ gì để phải lừa một hai trăm ngàn đấy của các bạn nhé thì các bạn yên tâm tiếp theo thì có duy nhất một con 11 256 ghi nói chung cái gì là duy nhất thì nó cũng sẽ là đặc biệt và chắc chắn giá của nó sẽ phải đắt hơn tuy nhiên con này thì mình thấy ngoại hình là nó khoảng 98 thôi nó chảy nhiều vết hơn hai cái con kia. Cho nên mình quyết định thôi thì cũng bán giảm giá rẻ xuống một con cho bạn nhé Cho vui lòng cho ai thích bộ nhớ cần bộ nhớ cao đây. Nhìn tổng thể thì con này cũng khá đẹp, màu tím thủy chung, ngon lành và ngoại hình vào khoảng 97 98% lý do là viền có có bị vài vết chảy nhiều hơn so với cái con màu đỏ và con màu đen 128 g kia. Tuy nhiên bù lại thì con này là bộ nhớ tới 256 g cơ. Đấy, phiên bản có thể nói là À, hôm nay mình có duy nhất một con 11256 thôi Màu tím các bạn nhé Màn hình 6.1 in Máy pin châu cấu hình khỏe chơi game thì bao phê Người ta gọi là phê như con TT Chuẩn chỉ quốc tế và bảo hành cho các bạn 6 tháng Giá bán mình cũng bán bằng Giá con kia luôn là 8 triệu rưỡi Đấy như vậy là tùy các bạn lựa chọn nhé. Tiếp theo là có 64GB Và 64GB thì sau khi Kết thúc cái chương trình lì xì đầu năm Thì mình lại quay trở lại bán Với cái mức giá là 7 ,9 triệu 9 một máy rất mong các bạn thông cảm. Mình đã bán hết cái số lượng máy lì xì rồi nhá. Và video clip này cũng xem như là thông báo cho cái chương trình đó. Cho nên iPhone 11 64 g Máy zin chất đẹp, con này thì ngoại hình đẹp chuẩn 99%. Màu xanh, tươi xanh như nồi canh, màn hình 6.1 in tầm trung, iPhone 11 hai cam sau khá là chất. Phiên bản quốc tế 64 g máy zin chuẩn ok. Giá bán ngày hôm nay là 7 triệu 9 sẽ còn màu xanh, màu đỏ và cả màu tím thủy chung nữa các bạn nhé. Nói chung là có cả màu tím nữa. Xanh, đỏ, tím, tím thủy chung. Đỏ tươi, đỏ mận rất là đẹp. iPhone 11 64 GB 7 triệu 9. Và đây, màu tím của các bạn đây. Như vậy là chúng ta có 3 màu để chúng ta lựa chọn. Máy chất zin chuẩn quốc tế bảo hành tới 6 tháng các bạn nhé. Rồi tiếp theo thì mình giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm Oppo Ngày hôm nay mình cũng cập nhật cái sản phẩm Oppo này với một cái mức giá mà dễ chịu nhất Dễ mua nhất Việt Nam cho các bạn luôn Đây là Oppo A96 mới sản xuất gần Với pin châu 5.000 Màn hình to 6.6 in Chuẩn chỉ ok, giam 8GB, bộ nhớ 128GB Và được trang bị chip Snapdragon của Mỹ 6808 nhân Rất khỏe, và giá bán thì không thể ngờ được ngày hôm nay mình bán cho bạn với giá chỉ là 4 triệu ba thôi giá rẻ nhất Việt Nam các bạn nhé với chế độ bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng tại di động Nhật Nam máy trần không kèm phụ kiện a 96 màu đen 4 triệu ba bên cạnh đó thì có luôn cả màu bạc đa sắc tức là chúng ta sẽ có hai màu để các bạn lựa chọn và màu bạc đa sắc của chúng ta ngày hôm nay cũng có giá bán là 4 triệu ba thôi mình xin nhắc lại đây là sản phẩm Oppo A96 chuẩn zin chính hãng hai sim ngon lành màn hình tới 6,6 in pin châu 5000 máy khá là mới luôn nha các bạn cực kỳ mới mới keng xà beng chuẩn chỉ ngon lành chip Snapdragon của Mỹ pin châu 5000 hai camera sau và cái giá bán của nó là 4 triệu ba nha các bạn 4 triệu ba giá bán có thể nói là rất là êm êm như nhíp luôn tiếp theo thì mình giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm khá là đặc biệt ngày hôm nay không những đẹp chuẩn chất mà hôm nay mình lại Đưa nó vào danh sách ân khách hàng để cho các bạn mua Và cho những người nào mà xem kênh của mình thì có thể săn được hàng sale con này đây Và đây nó chính là con Samsung Galaxy A30 màu xanh, tươi xanh như nồi canh Máy thì ngoại hình khá là đẹp, chuẩn Zinoke okay vào khoảng 99% Ở thời điểm này A30 đẹp như thế này thì tương đối là hiếm Và A30 này của chúng ta có màn hình 6.4 in AMOLED ba camera sau pin 4000 rất là chuẩn chỉ ok các bạn nhé ram 4 bộ nhớ 64GB nói chung dòng này nhiều bạn cũng khá là thích và ngày hôm nay mình quyết định bán tri ân khách hàng với giá lỗ cho các bạn với là giá chỉ có 2 triệu mốt thôi bạn nào bảo không lỗ đi buôn thử biết xem lỗ không nhá chắc chắn con này mình lỗ mình bán cho bạn 2 triệu mốt thôi A30S và đánh chết mình thì cũng chẳng còn cái thứ hai đâu cho nên bạn nào thu nhập thấp đang có ý định muốn mua đang muốn sử dụng smartphone chính hãng đây đã thế lại còn của Samsung ok hãy điện thoại đến cho mình ngay để đặt hàng nhé để chốt luôn chứ có người khác chốt mất và lưu ý là hãy nhấn like chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ cho mình nhá nhiều bạn mua xong được rồi cứ im trả bình luận gì hết anh em khác là tưởng mình à, uh, nói dối không bán đấy buồn lắm nên là anh em mua được hay là thấy sản phẩm của bên mình tốt khi nào mua rồi mua được rồi ok rồi thấy tốt rồi thì để lại cho bình luận giúp mình nhá đó cảm ơn anh em rất nhiều rồi tiếp theo thì mình có một con XR con XR này là 128 g màu trắng chuẩn chỉ ok XR 128 g chuẩn chỉ ok 128 g thì các bạn biết là dòng XR thì dạo này mình ít mình ít hàng đúng không lâu lâu mới có được một hai cái thôi và cụ thể hôm nay có đúng một cái 128 gb XR này thì cũng là màn hình tầm trung 6.1 in và đây là máy màu trắng chuẩn quốc tế nguyên zin ngon lành ok màn hình 6.1 in chơi game thì cũng tương đối là mượt chuẩn chỉ và iPhone XR này ngày hôm nay mình bán cho bạn là 6 triệu 2 6 triệu 200 nghìn và có đúng một cái các bạn nhé đúng một cái một thôi còn dòng sản phẩm XS Max thì mình xin phép review sơ lại bởi vì dòng này mình còn nhiều Mình review để cho mọi người mua ủng hộ mình nhiệt tình ha Dòng này thì hôm nay mình cũng thông báo luôn rằng là nó hết chương trình lì xì 300k Thì nó sẽ quay về cái giá cũ đó là 7 ,8 triệu 8 một máy Và con XS Max này thì màn hình hiển thị của nó là 6,5 in khá là to Máy chuẩn chỉ ok và đây là máy màu gold chuẩn quốc tế Với việc màn hình to thì pin cũng trâu và đây là một con máy chuẩn chỉ quốc tế. À, ok, ngon lành cành đào. Rất là chất. Máy bên mình bán thì các bạn biết rồi. Cái tiêu chí phải là ID tức là mọi cái chức năng phải là đầy đủ và màn hình thì đương nhiên là chu tông chu tiếc là phải ngon lành cành đào đấy. Chuẩn chỉ ok. Và đây là một con máy 64 GB máy chuẩn quốc tế màn hình to XS Max các bạn nhé và giá hôm nay sau khi không được lì xì nữa thì nó sẽ về cái mức giá là 7 triệu 8 7 triệu 800 nghìn một máy tuy nhiên đây là một con máy đáng mua đáng dùng ngày xưa chúng ta mơ ước dữ lắm đấy các bạn cái thời điểm nó mới ra cũng ba mươi mấy triệu chứ chẳng có rẻ đúng không máy chuẩn chỉ ok màn hình to 6,5 in nhá giá là 7 triệu 8 và màu gold Tiếp theo là còn duy nhất một cái 256 g màu đen. 256 g thì các bạn biết là mình đang bán với cái giá là 8 .9 triệu 9 đối với sản phẩm màu đen. Tuy nhiên hôm nay là mình cũng uh, sông xanh lý do là chỉ còn một sản phẩm thôi. Mình sẽ sông xanh mình giảm con này xuống. Mình lì xì cho bạn con này 200k. Mình sẽ bán cho bạn với giá 8 .7 triệu 7 thôi và còn đúng một cái. Máy nguyên zin chuẩn chỉ phiên bản 256 g bộ nhớ. Ngoại hình khá là đẹp chuẩn quốc tế 99% các bạn nhé XS Max 256g nha các bạn ngon lành cảnh đào rồi tiếp theo là XS màu gold XS màu gold thì hồi trưa nay mình có bán được một sản phẩm và hiện tại ở đây thì mình cũng còn được một sản phẩm nữa màu gold máy đẹp chuẩn Zinoke phiên bản 256g thì uh, iPhone XS nó màn hình nhỏ các bạn nhé 5.8 in thôi nó nhỏ nó nhỏ nha đây là con XS màn hình nhỏ nhưng mà bộ nhớ lại nhiều, tới 256GB và giá bán của nó là 6 ,9 triệu 9, 5,8 in. Máy chuẩn Zinoke okay, màu gold, màu gold là một cái màu sáng và cái màu mà rất được các bạn ưa chuộng, cũng như là rất phù hợp với khung cảnh mùa xuân luôn. Tươi xanh như nồi canh đây, rộn ràng sắc xuân và giá bán là 6 ,9 triệu 9, còn một cái thôi nhá, chuẩn chỉ ok, Zin, đẹp chất tiếp theo là 11 Pro 11 Pro này thì mình uh, giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm 64g 64g màu đen duy nhất còn một cái thôi 11 Pro này thì màn hình cũng nhỏ lắm có 5,8 in giống như XS thôi nhỏ nhưng mà tới 3 cam sau khá là chuẩn và đây là một con máy uh, cũng rất đáng mua thời điểm này cực kỳ là hợp lý với mức giá là 9 triệu rưỡi 9 triệu rưỡi 11 Pro 64g máy zin chất keng chuẩn quốc tế các bạn nhé Nói chung ngoại hình khá đẹp, chuẩn Jinoke, okay, ngon lành cành đào, màu đen, giá 9 triệu rưỡi. Tiếp theo thì để cho các bạn ủng hộ mình nhiệt tình hơn bằng cách nhấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh, nhấn chuông, bật thông báo để săn sale. Thì mình tiếp tục bán đến cho các bạn một con hàng sale, một con hàng rất đáng mua. Ở đây mình sẽ có một con Samsung Galaxy A11 màu xanh, tươi xanh như nồi canh, chính hãng hai sim ba camera màn hình to 6,5 inch nói chung máy khá chuẩn với mức giá một triệu sáu thì nói thật chả đi đâu mua mà có được máy zin thế này zin đẹp chất như thế này nhá Đấy, máy cứng khừ Tuần chỉ ok vân tay vân chân đầy đủ màn hình to ngon chính hãng hai sim đối với việc uh, chiên khách hàng bán thanh lý không lãi thì mình chỉ có bảo hành cho bạn một tháng thôi các bạn cân nhắc trước khi mua nhưng mà mình thì nói thật với các bạn thế này chẳng có ai cân nhắc cả toàn mua không kịp thôi Gọi chậm tí là không còn để mua, người khác mua mất Cho nên các bạn nhanh tay hộ mình nhé Sau khi mua xong nhớ để lại bình luận, nhớ nhấn like, ủng hộ, chia sẻ, ủng hộ mình Để người khác nữa họ cũng mua được hàng giá tốt ở shop di động Nhật Nam Để săn xe đối với những người thu nhập thấp các bạn nhé Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm của Samsung khá là chất Khá là chất luôn Đây là con Samsung Galaxy S21 Ultra con này khủng nha với ra 12 g bộ nhớ là 128 g camera thì các bạn này nhìn quả camera này thì thôi không cần phải review đâu nhá là biết chắc nó rất là chuẩn rất là chất rồi S21 Ultra và nói thật chúng ta phải cảm thấy may mắn khi sống trong thời đại 4.0 công nghệ cao tất cả cái gì các bạn không biết các bạn có thể vào Google các bạn tìm hiểu như là cấu hình chi tiết của con này camera như thế nào các bạn có thể vào Google các bạn search S21 Ultra là ra ngay và phiên bản của Nhật Nam bán là phiên bản chính hãng cho nên nó sẽ tương đồng với phiên bản của thế giới di động nên chả có gì phải lăn tăn nữa các bạn nhé đây là S21 Ultra 5G chính hãng hai sim ngon lành máy chuẩn chỉ ok và đây mình còn một con máy dùng lướt ngoại hình còn rất mới chuẩn chỉ ok nhưng giá cực rẻ với chỉ là 12 triệu 300 các bạn sở hữu một con hàng xịn sò đẳng cấp của hãng Samsung nhé 12 triệu 300 thôi S21 Ultra bên cạnh đó thì mình cũng còn một con nữa cũng màu bạc nhưng con này thì các bạn nhìn camera nhìn lưng sau là đã, đã thấy khác biệt rồi ha nó nhỏ hơn và nó chính là S21 Plus S21 cộng thôi và con này thì cấu hình giam 8 bộ nhớ 128 chuẩn chỉ ok và cũng là màu bạc giá bán thì chưa tới 10 triệu cụ thể là 9 triệu 8 các bạn nhé 9 triệu 800 nghìn mình có một cái thôi chính hãng hai sim ngon lành cành đảo tiếp theo thì cái dòng thấp hơn nhưng mà nó thuộc cái dạng huyền thoại rồi Nhờ ở đây là mình có cái thể loại gọi là S10 Plus các bạn ơi S10 Plus các bạn nhé S10 Plus màn hình cong và nhiều bạn biết đến rồi hôm nay thì S10 Plus này ngày hôm nay mình bán rẻ cho bạn để gọi là mừng tuổi đầu năm đúng không thì bình thường bạn cũng biết là mình đang bán tới 5 triệu rưỡi một máy nhưng hôm nay mình mừng tuổi thì mình thường mình mình hào phóng mình mừng tuổi 300 không à đúng không 300 thì mình sẽ còn là 5 triệu 2 Đấy ok chưa S10 Plus này đồng giá 5 triệu 2 Có 3 màu Màu đen, màu xanh và màu bạc Thì đây là máy màu đen Và S10 Plus này hay còn gọi là S10 cộng này là bản chính hãng Cam kết là hàng nguyên zin chính hãng dùng được hai sim ngon lành Màn hình cong hai camera trước 5 triệu 2 một máy Máy trần không phụ kiện bạn nhé Rồi rồi là màu đen Tiếp theo đây là màu xanh Tươi xanh như nồi canh bạn ạ Đây là màu xanh cũng là chính hãng nguyên zin chuẩn chỉ ok máy màu xanh rất là chất rất là đẳng cấp luôn màu xanh hai sim s 10 cộng s 10 plus chính hãng nhé ngày hôm nay sau khi lì xì 300 thì còn là 5 triệu 2 5 triệu 2 và tiếp theo là chúng ta có màu bạc và cái màu bạc ở đây của chúng ta thì cũng có giá là 5 triệu 2 các bạn nhé 5 triệu 2 nên ai kết màu nào thì hôm nay mua ủng hộ cho mình Toàn bộ là máy zin chính hãng hai sim Trải nghiệm công nghệ cao Tuy nhiên với giá bây giờ thì quá là rẻ rồi Rất rẻ rồi các bạn Rồi tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn vài con Samsung nữa Ở đây mình có được một con Samsung M51 với Một con có thể nói là pin rất trâu Pin tới 7000 Pin 7000 Rất trâu trâu như thế này nhưng cấu hình thì cũng không hề bèo nhèo bởi vì được sở hữu giam 8 bộ nhớ là 128 g chip Snapdragon của Mỹ và pin rất là trâu 7000 các bạn nhé giá bán chỉ có 5 triệu mốt thôi 5 triệu mốt giá máy trần máy trần không tặng kèm sạc và phụ kiện không bao phí ship di điệu Nhật Nam xưa giờ bán là như thế nhưng mà máy thì rất là chất chuẩn ok Chất lượng sản phẩm và uy tín bảo hành mới là cái chúng ta cần bàn tới đúng không? Tiếp theo là Samsung Galaxy A22 màu xanh các bạn nhé. Con A22 này thì là cũng sản phẩm tầm trung nhưng mà đã được trang bị màn hình AMOLED nên khá chất. Và A22 này sản xuất gần nên về máy móc thì còn tương đối là mới và giá bán của nó cũng tương đối là hợp lý ngày hôm nay mình bán cho bạn với giá chỉ là 3, ,3 triệu ba thôi đầu xuân năm mới bán rẻ cho bạn nếu bạn mua xài A22 màu xanh giá 3, ,3 triệu ba không thể tin được luôn các bạn nhé giam 6 bộ nhớ 128 pin châu 4 camera màn hình AMOLED chính hãng của Samsung mới sản xuất gần 3, ,3 triệu 300 nghìn đây là máy màu xanh tiếp theo sẽ là máy màu đen màu nào cũng thế màu nào cũng đẹp màu nào cũng xinh và mình đều bán các bạn với cái giá là 3 triệu 300 nghìn nhé các bạn Samsung Galaxy A22 chính hãng chuẩn chỉ ok rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con là Samsung Galaxy A04s A04s này thì mới sản xuất gần đây các bạn cũng biết pin châu 5.000 máy thì chả khác gì máy mới làm gì có cũ chả khác gì máy mới mới tinh a04s các bạn biết mà mới sản xuất gần đây ba camera sau rất khủng hơn thế nữa máy cực kỳ rẻ chỉ có 2 triệu 6 thôi nói chung là có một con duy nhất thôi bán rẻ cho anh em xài chơi 2 triệu 6 a04s các bạn nhé máy chỉ có điều là thua máy mới là không có hộp để đập hộp thôi nhưng đây là một chiếc máy màu đen đẹp len keng xà ben chính hãng hai sim pin trầu 5.000 các bạn nhé rất là chuẩn rồi tiếp theo lại là một con pin sâu 5 nghìn nữa đó là con Samsung Galaxy A13 máy chuẩn chỉ ok RAM 4 g bộ nhớ là 128 g pin sâu 5 nghìn màn hình 6,5 in máy đẹp chuẩn nguyên zin 99% cam kết là hàng chính hãng của Samsung máy trần không phụ kiện 2 triệu 8 ,000. mình xin nhắc lại tất cả sản phẩm mình báo giá là máy trần tuy nhiên mình cam kết là hàng mình bán là hàng zin chất chuẩn ok và bảo hành uy tín các bạn nhé luôn có những con hàng sale bất ngờ xuất hiện cho nên các bạn hãy đăng ký kênh nhấn chuông bật thông báo để săn sale vào lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Di động Nhật Nam các bạn nhé. Nhớ để lại bình luận, nhấn like, chia sẻ video ủng hộ như mình. Tiếp theo mình sale cho các bạn. Dòng này dòng sale đời cao. Sale đời cao, sale gọi là sale có một cái thôi. Cái này thì cũng nói đúng là là cho các bạn nào săn hàng nó rẻ hơn được một chút. Nó vẫn nguyên zin nhưng mà nó bị nhặm tí lưng. Đây là con 11 Pro Max. Nhặm nhẹ tí lưng ngoại hình vào khoảng 98% nhưng mà hàng này thì xài rất sướng bởi vì thực tế ra là do trước người ta dùng cái ốp mà người ta để một thời gian có thể là người ta lười người ta cũng vệ sinh mà nó có tí cát đất nó nhậm mà thôi các bạn xài thì các bạn cũng thừa hiểu điều này ha nhưng mà mình sẽ bán rẻ cho bạn con này với cái giá là chỉ có là 9 triệu rưỡi thôi 9 triệu rưỡi khá rẻ 11 Pro Max 64GB nguyên zin chuẩn chỉ màu xanh rêu thì 11 Pro Max là ba camera sau màn hình to 6,5 in pin trâu, cấu hình khỏe và chụp hình thì bao đẹp rồi hơi nhằm nhẹ phật nhẹ tí thôi mình giảm giá giúp bán cho bạn thanh lý cho bạn có 9 triệu rưỡi cực kỳ ok nhá đó con đó là cái dòng đời cao nên mình vẫn bảo hành cho bạn 6 tháng các bạn yên tâm cam kết hàng chuẩn zin quốc tế ngon lành rồi tiếp theo để cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi đến giờ này nữa thì mình cũng bán tri ân thêm cho bạn một con nữa đó là con samsung galaxy a 50 s thì bạn biết là con này bình thường mình đang bán giá tới hai triệu sáu hai triệu sáu nhưng mà ngày hôm nay mình quyết định bán lỗ cho bạn hai triệu ba thôi đấy như thế thì mới mong được các bạn like chứ nhỉ đúng không rẻ như thế này các bạn săn seo bạn mới sướng mà đã sướng rồi thì các bạn mới để lại bình luận và like ủng hộ cho mình chứ đúng không còn là nhiều anh em đã tin tưởng mình và theo dõi mình nhiều năm thì clip nào cũng like ủng hộ mình rất là nhiều mình rất là đa tạ những anh em đó nhá đã theo mình nhiều năm nay đã theo dõi kênh của mình đã à, à, chung tay xây dựng kênh di động việt nam với mình như thế rất là cảm ơn và con này hai triệu ba anh em nào kết thì chúng ta mua vào đây là Samsung Galaxy A50s nha RAM 4 bộ nhớ 64g pin 4000 màn hình giọt nước 6 in 4 và con này máy nguyên zin chuẩn chính hãng 2 sim ngon lành máy trần không phụ kiện 2 triệu 3 và cũng còn đúng một cái thôi thì kết thúc con A50s chi ân vừa rồi thì mình cũng xin phép tạm dừng review ở đây bạn nào kết cái sản phẩm nào có thể điện thoại qua số hotline của mình là 0979 782366 và số 0367709123 để đặt cọc mua hàng. Lưu ý là có hai hình thức đặt cọc khi mua online nhé một là chuyển khoản ngân hàng, hai là bằng thẻ cào. Và bất cứ ai chuyển khoản bằng đặt cọc bằng thẻ cào thì vui lòng là mua thẻ cào Viettel hoặc là Mobi mệnh giá 100, cào ra nhắn tin cái mã nạp tiền và số seri sang cho mình, hoặc là cào cái thẻ ra rồi chụp ảnh gửi qua Zalo cho mình. Tuy nhiên bên mình thì bán theo phương thức công nghệ 4.0 nên không chụp hình ảnh cụ thể đâu qua Zalo cho bạn đâu chỉ có review trên kênh này là bán thôi và bạn nào hỏi nhiều hỏi xoáy đáp xoay không chịu tìm hiểu mà cái gì cũng hỏi thì cũng thông cảm là mình cũng không bán hàng cho những bạn đấy được rất mong bạn hiểu và thông cảm cho vấn đề này của mình nhé nhớ chia sẻ video khi các bạn đã săn được sale và nhớ để lại bình luận nhé bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều chúc bạn thật nhiều niềm vui sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những video sau